Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua du lịch Đồng Tháp đã có bước phát triển khởi sắc. Hình ảnh du lịch Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen ngày càng tạo được ấn tượng đẹp. Điều này được minh chứng bằng sự khởi sắc của du lịch Đồng Tháp trong 6 tháng đầu năm với doanh thu ước đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ. Và để duy trì tốc độ tăng trưởng cũng như thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Kế hoạch tập trung vào khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị các di sản văn hóa của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch và tính chuyên nghiệp nguồn nhân lực, đồng thời tạo bước đột phá, thay đổi mạnh mẽ diện mạo, hình ảnh du lịch Đồng Tháp. Cụ thể, các đơn vị liên quan sẽ hoàn thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch hiện có tại khu di tích Xẻo Quýt và khu du lịch Tràm Chim, hoàn thiện mô hình du lịch homestay gắn với du lịch sinh thái Tràm Chim, hỗ trợ các khu điểm du lịch trọng điểm triển khai dự án đưa xe điện vào khai thác phục vụ khách du lịch, nâng cấp website du lịch Đồng Tháp và thổ địa Đồng Tháp, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, thẩm định xếp hạng sao cơ sở lưu trú, tổ chức tuần lễ du lịch Đồng Tháp năm 2018. Các dự án giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục được thực hiện, cùng với đó là các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.